Những phụ nữ lập kỷ lục đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Với tài năng vượt trội của mình, những bóng hồng này đã xác lập các kỷ lục đầu tiên đáng nhớ trong lịch sử, khiến nhân loại ngưỡng mộ. Julia Morgan là người phụ nữ đầu tiên tốt nghiệp trường École de beaux ở Paris, Pháp năm 1898. Vào thời điểm đó, École de beaux là trường kiến trúc hàng đầu thế giới. Vào tháng 10 năm 1916, Margaret Sanger đã mở phòng khám thai đầu tiên tại Mỹ. Edith Wharton là phụ nữ đầu tiên giành giải Nobel về văn học với tác phẩm The Age of Innocence thời thơ ngây vào năm 1921. Amelia Earhart là nữ phi công đầu tiên trên thế giới lái máy bay một mình vượt đại Tây Dương năm 1928. Frances Perkins là thành viên nữ đầu tiên trong nội các tổng thống Mỹ năm 1933 khi giữ chức Bộ trưởng Lao động từ năm 1933 năm 1945. Sandra Day O'Connor là người phụ nữ đầu tiên được Tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm vào vị trí thẩm phán tòa án tối cao Mỹ năm 1981. Madeleine Albright là người phụ nữ đầu tiên trở thành Ngoại trưởng Mỹ vào năm 1997. Catherine Bigelow đã xuất sắc trở thành nữ đạo diễn đầu tiên trong lịch sử giành tượng. Vàng Oscar ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất năm 2010 với bộ phim The Hurt Locker. Hy vọng quý vị cho một lượt thích để ủng hộ tôi mới đi học đọc về xong. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại